Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 của quý phụ huynh. Như vậy thì trong cái đề tuyển sinh của tỉnh Gia Lai thì thầy đã quay xong cho em ở câu số 1 cho tới câu số 3 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở câu số 4 em nha. Tại vì câu 4 nó gồm có hai câu và nó khá là dài. Còn câu số 5 môn hình thì thầy sẽ làm cho các em riêng một clip. Ok, câu hình thì có nghĩa là khá là ngắn và khá là đơn giản. Ta sẽ đi sang câu 4, câu A. Đây là một trong những cái dạng toán người ta rất là hay ra, đó chính là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc là hệ phương trình. Nên chúng ta hết sức lưu ý dạng này nha. 4A nghe. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 68 cm. Để thầy vẽ hình chữ nhật này nha. Cái này thầy đang hướng dẫn các em, các em giải trước, sau đó thầy giải chi tiết sau. Chu vi hình chữ nhật là bằng gì nè? Chu vi là C nha, là bằng dài cộng rộng nhân gì? Nhân 2. Thì chu vi nên là bằng 68 cm. Rồi, ok, điều kiện thứ nhất. Nếu tăng chiều rộng 6 cm và giảm chiều dài 10 cm thì được một hình vuông có cùng diện tích với hình chữ nhật ban đầu. Tìm kích thước của hình chữ nhật ban đầu. À, như vậy thì ở đây á, chúng ta thấy này, nếu như chúng ta gọi cái chiều dài ban đầu dài ấy, chúng ta cứ gọi đây dài là x, rộng là y đi, dài là x, rộng là y, đây là ban đầu nhá, đây là ban đầu, chưa tăng mà chưa giảm đấy, chưa tăng mà chưa giảm, thì nếu chúng ta thế vào ở chỗ đây thì em thấy là dài cộng rộng nhân 2 thì chúng ta có là x cộng y nhân 2 bằng 68, thì từ đây chúng ta suy ra x cộng y sẽ bằng mấy nhanh? 68 chia 2 là bằng 34 đúng không? 34 chúng ta ký hiệu đây là 1. Ok, được không nào? Cái bài này á, nó có hai cách giải. Cách giải thứ nhất, chúng ta có thể lập hệ phương trình, được không nào? Cách giải thứ hai là gì? Cách giải thứ hai, nếu như ở đây chúng ta biết là x cộng y bằng 34 thì chúng ta không cần phải gọi, giả sử như chúng ta gọi dài là x thì rộng, bây giờ chúng ta không cần phải gọi là y mà chúng ta có thể gọi là 34 trừ x. Bài này có hai cách. Cách thứ nhất, nếu em gọi theo kiểu này thì chúng ta ra hệ phương trình. Còn nếu chúng ta gọi như này thì nó chỉ ra phương trình thôi. Nếu mà 34 trừ x là chiều rộng. Các em hiểu nè, nghĩa là cái dữ kiện này để chúng ta biết được là gì, mối liên hệ giữa chiều dài và chiều rộng này. Hiểu nè, bây giờ thử làm theo cách hệ phương trình trước nha. Nếu tăng chiều rộng là 6 cm, chiều rộng của chúng ta hồi nãy là gì? Y là cộng 6 nè. Giảm chiều dài 10 m là x trừ 10, giảm là trừ ra, tăng là cộng vô, thì được một hình vuông có cùng diện tích với hình chữ nhật ban đầu. Như vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu ở đây ấy, nó sẽ là x nhân y, có đúng không? X nhân y. Như vậy thì hình vuông thì nó có chiều dài là gì? Cạnh nhân cạnh, có đúng không? Đây này, nó sẽ được một hình vuông. Đấy. Như vậy diện tích hình vuông này nó lại bằng diện tích của hình chữ nhật ban đầu. Như vậy chúng ta có là gì? Diện tích của hình chữ nhật là bằng dài nhân rộng là x trừ 10 nhân gì? Y cộng 6 sẽ bằng x nhân y. Đó. Như vậy ở đây chúng ta giải ra nè. Như vậy chúng ta có x y nhân vô này x nhân y này. Đó, cộng cho 6x trừ cho 10y trừ 60 sẽ bằng x y. Chúng ta chuyển x y này qua bên đây đổi dấu. Thì chỉ hai hướng để các em khi mà gặp những cái bài như này chúng ta muốn giải theo hướng nào giải. Trừ xy, chúng ta chuyển 60 ngược qua bên đây. Như vậy bên đây là 60, như vậy chúng ta có là xy này bằng 0. Như vậy chúng ta có hệ phương trình là gì các em? X cộng y bằng 34, 6x trừ 10y thì bằng 60. Từ đây chúng ta giải ra x và y. Được không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính nha. Ta bấm mode 9, chúng ta bấm một hệ phương trình, ta chọn 2. Đây là 1, 1,
34, đúng chưa? À, 6 âm 10 gì vậy? Âm 10 à, 60. Như vậy x của chúng ta bằng 25, x bằng 25 và y bằng 9. Đấy, x bằng 25, y bằng 9 nhé. Đây là chiều dài ban đầu này, cm. Xong, đây là cách 1 này. Nghĩa là trong một bài mà nó có nhiều cách thì tốt chứ mới đâu các em, đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm theo cách 2. Cách 2 này. Cách 2 thì hồi nãy chúng ta sẽ là gì? X là dài, rộng thì nó không phải là y, nó sẽ là 34x, đúng không? Thầy làm nhanh cách 2 này. Đấy. Như vậy chiều dài hình chữ nhật, chiều dài hình chữ nhật sau khi mà giảm á, thì dài giảm này thì nó ra được là x trừ gì? X trừ 10. Còn rộng sau khi tăng, nghĩa là 34 trừ x cộng cho 10 thì cái này sẽ bằng là gì? 40, đúng không? 34 cộng 10 là bằng 44. Ok. 44 trừ cho x. Được nè. Hiểu không? Ồ, rộng là tăng 6 chứ không? Rộng tăng 6 chứ em. Rộng tăng 6 thì nó sẽ là 40 vậy đó. 40. 40. Đấy. Dài rộng sau khi tăng và giảm, đây giảm 10, đây tăng 6 chứ. Thầy xin lỗi. À, như vậy thì theo cái đề này, đề thì sau khi giảm chiều dài và tăng chiều rộng thì ta được hình vuông. Nên ta có cái phương trình là gì em? Hình vuông thì nó sẽ gì? Dài sẽ bằng rộng. Dài bằng rộng. Dài bằng rộng thì chứng tỏ chúng ta sẽ lấy là 34 trừ x sẽ bằng 40 trừ x. Chúng ta giải cái này ra. Giải này ra thì chắc chắn gì em? Dài người ta thầy bị mất ngủ à. X trừ 10 sẽ bằng là 40 trừ x chứ, đúng không nào? Người ta chuyển với là thành 2x. Do làm nhanh, từ đây suy ra x sẽ bằng 25 này. X bằng 25 thì dài thì rộng sẽ bằng là mấy? Là 9. Rộng 9, dài 25. Theo thầy thì cái bài này chúng ta nên giải theo hệ phương trình này hay hơn này, đúng không? Nó tuy dài nhưng mà dễ hiểu, chứ giải theo cách phương trình thì nó hơi khó hiểu hơn. Như vậy bây giờ chúng ta có nè, chúng ta giải theo cách 1 nha. Để giải chi tiết nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi nè. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi chiều dài hình chữ nhật ban đầu là x cm, đúng nè. Và cái điều kiện của chúng ta ở đây nó sẽ là gì? X này nó phải lớn mấy? X này sẽ lớn hơn 10 và nhỏ hơn bao nhiêu? 34. 34 thì hồi nãy chúng ta đã biết rằng là x cộng y là bằng 34, dài cộng rộng á. Các em hiểu nè. Đấy. Và cái chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là y cm, được nè. Như vậy thì cái chiều rộng này thì nó là như thế nào các em? Chiều rộng ở đây là rộng tăng 6m, mà x cộng y hồi nãy là bằng 34 thì chứng tỏ cái điều kiện y của chúng ta ở đây cũng sẽ nhỏ hơn 34 và lớn hơn gì các em? Ở đây sẽ lớn hơn 0 ha. Rồi, sau khi chúng ta đã lập điều kiện rồi thì chúng ta sẽ gì nè? Chúng ta dựa vào cái phần chu vi trước, đúng nè. Chu vi hình chữ nhật là 68 cm. Chúng ta có x cộng y nhân 2 sẽ bằng 68. Từ đây ta suy ra x cộng y sẽ bằng 68 chia 2 là bằng 34. Ta ký hiệu thầy đây là 1. Được nè. Cái thứ hai, bây giờ chúng ta theo đề bài thì cái chiều dài hình chữ nhật sau khi giảm 10 cm
thì nó sẽ là x trừ 10 cm chiều rộng hình chữ nhật. Sau khi tăng 6 cm thì chúng ta có là y cộng 6 cm. Được chưa? Y cộng 6 cm. Thì bây giờ theo đề bài thì sao này? Chúng ta được diện tích hình chữ nhật thì bằng diện tích của hình vuông. Bằng được diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật ban đầu. Ha, chúng ta có là x trừ 10 nhân cho y cộng 6 sẽ bằng lại diện tích của hình chữ nhật ban đầu là x. X nhân gì? X nhân cho y. Được chưa? Ta giải cái này ra. Ta có xy cộng cho 6x trừ 10y trừ 60 thì bằng xy. Chúng ta tương đương ở đây là 6x trừ 10y sẽ bằng 60. Tại vì hai này là triệt tiêu, ta ký hiệu đây là 2. Chờ thầy lấy tờ giấy này nha. Ok nha. Như vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình là gì em? X cộng y thì bằng 34, 6x trừ 10y thì bằng 60. Từ đây ta giải hệ phương trình này ra được x là bằng 25 và y sẽ bằng 9. Ở đây các em ghi lại là thỏa mãn điều kiện. Sau đó chúng ta kết luận vậy, chiều dài hình chữ nhật ban đầu em nhé, ban đầu là 25 cm, và cái chiều rộng hình chữ nhật ban đầu đó là 9 cm. Xong, hiểu chưa? Đây, nói chung thì thầy đã hướng dẫn một cách chi tiết ở đây. Thầy đã giảng ở đây thì các em đã hiểu cách 1 rồi. Còn cách bạn nào không thích làm cách 1 thì làm cách 2 theo kiểu này thì nó vẫn ra bằng 25. Đây cách 2 này. Đây bài giải chi tiết này. Tại vì cái nguyên tắc của thầy dạy á, lúc nào thầy cũng sẽ giảng trước. Đó. Được chưa? Ta muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Thấy rõ không? Thấy rõ chưa nào? Bấm dừng lại nha. Ta sẽ đi sang ở câu B nha. Ta sang câu B. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu B nha. Câu B. Một lọ thủy tinh hình trụ có đường kính đáy bằng 15 cm. Thầy sẽ vẽ ra nha. Một lọ thủy tinh, ta cứ hình dung như thế này, hình trụ gì đây, có cái đường kính đáy bằng 15 cm. Đường kính đáy đây là 15 cm. Tiếp tục này, độ dày của thành lọ và đáy lọ không đáng kể, chứa nước. Người ta thả chìm hoàn toàn 10 viên bi dạng khối cầu có cùng đường kính bằng 4 cm vào lọ, nghĩa là ở đây chứa nước, phải không? Dù giả sử chúng ta cái mực đây là mực nước này, ví dụ thế, mực nước. Khi đó người ta thả vào đây mấy viên bi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 10 viên bi này. 10 viên bi. Và có đường kính, nghĩa là R ở đây sẽ bằng là 4 cm này. Vào lọ. Biết nước trong lọ không tràn ra ngoài. Nó không tràn ra. Tính chiều cao của lượng nước dâng lên so với mực nước ban đầu. Nghĩa là chúng ta hình dung được nào? Nghĩa là ban đầu ấy, nước nó không cao như này. Nó chỉ nằm ở phía dưới đây nè. Mực nước ở đây là ban đầu này. Sau khi em thả bi vào, thả 10 viên bi vào là nó chắc chắn 10 bi này nó sẽ chìm xuống như đây. Thì khi đó mực nước nó sẽ dâng lên. Đây, nó sẽ dâng lên. Nhưng mà nó không tràn ra bên ngoài. Ý là như vậy. Người ta yêu cầu các em là tính chiều cao của cái lượng nước dâng lên so với mực nước ban đầu. Đó. Hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, 10 viên bi, 10 viên bi mà dạng khối cầu, ở đây nhớ là khối cầu này,
và đường kính thầy nói bán kính chứ đường kính d thầy nói d như vậy d bằng 4 cm, chứng tỏ r đây bằng 2 cm bán kính, tại vì r thì bằng d chia 2, bán kính thì bằng đường kính chia 2, đúng không? Như vậy người ta có tính được thể tích của 10 phạm vi dạng khối cầu đường kính 4 cm này không? Được. Theo công thức là gì? V sẽ bằng là gì các em? 10 viên là các em ghi số 10 ở đây, nhân 4/3 nhân với pi nhân gì các em? R mũ 3. Ở đây ta ký hiệu là đây R1. R1 đây là của thằng viên pi. Mà R1 này là bằng 2 nhé. Còn D đây là gì? Là đường kính này. Sau khi chúng ta tính được, được chứ sao được, pi là có rồi 3,14, r này có rồi là số 2, ta thế vô đây ta tính ra được thể tích. Như vậy thì thể tích nước dâng lên, cái thể tích nước dâng lên đây này, đúng không? Thể tích nước dâng lên trong lò thủy tinh hình trụ đường kính ở đây là bao nhiêu này? Ở đây cái đường kính ở đây là 15 cm, thầy nói đường kính không phải là bán kính, cả cái này là 15 chứ, cả cái này là 15 cm, thì nó bằng cái gì các em? Cái thể tích này, nước này dâng lên thì nó sẽ bằng cái thể tích của 10 viên bi này, đúng không? Như vậy chúng ta suy ra được cái chiều cao của nó theo cái công thức là thể tích của hình trụ nó sẽ bằng gì em? Thể tích hình trụ là bằng gì? Chiều cao nhân cái gì em? Chiều cao nhân cái gì? Nếu công thức của khối trụ là sẽ bằng là gì nè? H nhân cho pi nhân cho R bình phương. R bình phương đây là R2 không? R2 đây chính là cái đáy của anh đây này. Cái đáy anh này là đường kính thì kem lái 15. R2 này sẽ bằng 15 chia 2 là bằng 7,5, đúng không? Ta thế chỗ này. Nhiều khi đó chúng ta tính được H. Như vậy thể tích V ở đây đó chính là chúng ta tính ở trên này rồi. Chúng ta thế vào chỗ đây. Chúng ta đã có V, đã có pi, có R thì chúng ta sẽ tính được H. Xong. Coi như bài này đã giải quyết xong, các em hiểu chưa nào? Như vậy người ta giải này, giải chi tiết. Quan trọng là khi thầy giảng á, giảng em hiểu trước cái đã, rồi sau khi mà chúng ta hiểu xong á thì cái việc trình bày đã rất là dễ. Như vậy các cái bước tìm là gì? Đầu tiên chúng ta thấy người ta đã cho bán kính của cái viên bi này rồi, thì chúng ta sẽ tìm ra đường kính. Đường kính là 4 cm, chúng ta sẽ tìm ra được bán kính. Có bán kính rồi, chúng ta sẽ tính ra được thể tích của 10 viên bi này. Đây là thể tích của khối cầu. Đây là thể tích khối cầu nhé, sẽ bằng 4/3 nhân pi nhân r mũ 3, mà trong đây là 10 viên nhưng nhân cho 10 này, ở đây là ký hiệu chữ r1, nghĩa là đây chính là bán kính của cái viên bi á. Còn r2 thì đây chính là bán kính của gì? Của cái hình trụ này, cái cốc hình trụ này, hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy là gì? Thể tích 10 viên bi dạng khối cầu, đường kính là bao nhiêu em? Đường kính là 4 cm, là như vậy thì em ghi là V ở đây bằng 10 này, 10 đây chính là 10 viên bi này, theo công thức chúng ta là bằng 4/3 nhân pi nhân R1 ở đây là mũ mấy? Mũ 3. Trong đó R1 này đó chính là gì? Bán kính nha, mà bán kính thì bằng đường kính chia 2, thì bây giờ chúng ta thế vào thôi, bằng 10 nhân cái gì nè, 4/3 bi cứ để đó đi, 4/2 r thì bằng bán kính chia 2 này, ở đây mũ 3 được không, sẽ bằng như vậy. Thì ở đây coi thử này, 4/2 42 8 đúng không, thầy tính nhẩm luôn, 10 nhân 4 là bằng 40, 40 nhân cho 8 là bằng 320. Như vậy nó bằng 320/3 nhân ở đây cho pi, đơn vị là cm khối nha, mũ 3, được chưa? Như vậy chúng ta đã có được cái gì? Cái thể tích rồi này. Chúng ta tiến hành lập luận thể tích nước dâng lên trong lò thủy tinh hình trụ
Đường kính ở đây là bao nhiêu? 15 cm. Nó bằng cái thể tích 10 viên bi dạng khối cầu, đường kính là 4 cm. Đúng nè, đường kính là 4 cm. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra cái chiều cao, mục đích ta đi tính chiều cao ha. Chiều cao mực nước, đây chữ C em nha, mực nước dâng lên là, bây giờ chúng ta sẽ viết công thức trước. Như vậy thể tích của hình trụ, thể tích hình trụ này cũng chính bằng thể tích của 10 viên bi ở đây, được chưa nào? Thì V thì thầy ghi chung nó sẽ bằng theo công thức là gì em? Theo công thức ta là pi nhân h nhân r2 bình phương. R2 đây chính là cái bán kính của cái đáy của góc hình trụ ạ. Từ đây ta suy ra h này sẽ bằng là v chia, có phải v chia cho đây cho pi không, nhân cho gì ở đây, nhân r2 bình phương. Ta thế số vô, thể tích của ta để là lấy cái thằng này này là bằng 320, đúng không? 320 phần 3 pi, đúng không nào? 320 phần 3 pi chia, ở đây chia cho pi, nhân r bình phương r2 chúng ta là bằng 15 phần 2 bình phương, đúng không? Đúng chưa? Như vậy h của chúng ta sẽ bằng là gì? Pi với pi này hết, pi pi này hết này, chúng ta lấy 320 phần 3, đúng không? Ta chia ở đây cho 7,5 bình phương bằng, ta bấm máy tính luôn nha, 320 phần 3 chia, mở ngoặc ra, 7,5 đóng ngoặc lại bình phương bằng, đây kém tháng nè. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 256 phần 135. Ở đây người ta có nói làm tròn không? Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy, nghĩa là lấy đến chữ số thập phân thứ nhất ha. Lấy đến chữ số thập phân thứ nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bấm chữ SD này. Ra đây là 1,899 gì đây, chu kỳ 962 này. Chu kỳ 962 nghĩa là gì? Chúng ta sẽ lấy chữ số thập phân thứ nhất là số 8, thì đằng sau chúng ta nhìn nó chính là số 9. Số 9 lớn hơn 5 thì theo cái quy ước làm tròn thì chúng ta sẽ cộng một đơn vị vào đằng trước đây, và còn lại phần thập phân thì chúng ta bỏ đi. Như vậy thì nó còn bằng là 1,9 thôi. 1,9 cm. Nó dâng lên nghe. Ta kết luận ở đây là vậy. Chiều cao, lượng nước dâng lên so với mực nước ban đầu là bao nhiêu? 1,9 cm. Vậy thôi. Hiểu không nào? Đây, chúng ta xem thầy cái bài này khá là hay. Tại vì nó vừa hình học mà nó vừa có cái sự suy luận một cách logic của toán học, nên là thầy nghĩ những cái bài này rất là hay em. Mà chúng ta thấy thực tế là như vậy. Ví dụ như chúng ta lấy một cốc nước, chúng ta bỏ một cái khối rắn hay là cái khối gì đó vào, thì chắc chắn nước nó sẽ dâng lên, thậm chí là nó trào ra bên ngoài luôn, đúng không? Chúng ta tính thể tích bằng các công thức mà chúng ta được học về công thức khối cầu, thể tích hình trụ. Những cái này chúng ta phải nắm cho em nha. Người ta ra rất là bất ngờ nha em. Chúng ta không thể ngờ được là những cái dạng này người ta sẽ ra đâu. Nhưng thực chất là trong cái phần toán tuyển sinh này thì nó ra bất kỳ chỗ nào. Nên bắt buộc chúng ta phải ôn tập hết các em, từ đại cho tới hình. Đại thì chắc chắn nó sẽ chiếm phần lớn số điểm, từ 6 đến 7 điểm, thậm chí là 8 điểm anh em nha. Còn hình thì ví dụ trong cái bài này thì đấy, cái câu này 1 điểm và câu số 5 2 điểm nữa là thành 3 điểm đó. Tỷ lệ 37 ha. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em câu số 5, câu cuối cùng nha. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em.
em ủng hộ cái kênh thầy quan như thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp, đẹp luôn.